Vlog Phương Tây Xanh xin chào bà con và các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe ha. Cũng lâu rồi em không ra video là do tình hình dịch bệnh này kia nhiều quá đó. Cho nên là em cũng chưa có lên được cái đơn hàng đó bà con. Rồi bây giờ cũng dính vô cái đợt mà giãn cách toàn 15 ngày ở trên thành phố nữa. Đó rồi cho nên là em cũng không có thể nào mà lên cái đơn hàng hay là xuất mấy cái số lượng nhỏ lẻ cho bà con mình luôn ha. Nhưng mà hiện giờ thì bên chạy em có khoảng 1.000 cây nha bà con. 1.000 cây này là tụi em chủ yếu lên để mà bán số lượng nhỏ lẻ cho bà con mình đó. Bà con nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em ha. Còn khoảng chừng 12 ngày nữa là hết cái đợt giãn cách rồi ha. Hết đợt giãn cách này có thể thì lúc đó thì có thể bà con mình lên trực tiếp lên trên em lấy ha. Hoặc là số lượng nhiều thì tụi em sẽ giao cho bà con mình luôn nha. Đó, đây, cái cây bên em ha. Cây này là quá đẹp luôn nha bà con. Còn ví dụ bà con nào muốn đặt hàng với số lượng lớn này kia thì đặt hàng bên em ha, để em lên cho mình luôn ha. Ở bên em là chuyên cung cấp giống măng tây xanh chuẩn F1 số lượng lớn nha bà con. Là sáng khô họng quá, bà con thông cảm em tí ha. Cái cây hiện giờ, cái cây bên em nè, cây bên em là có khoảng chừng 1.000 cây nha. 1.000 cây để mà bán số lẻ cho bà con mình đó. Là có liền luôn ha bà con. Đây, cái cây giống của mình ha. Cái này là lấy liền luôn nha. Bà con nào mà ví dụ như muốn mua số lẻ này kia thì cứ alo cho em ha. Một là lên tại vườn qua cái đợt dịch nha bà con, qua cái đợt giãn cách này ha. Đó, là bán 10 ngày 12 ngày nữa là hết á. Bà con alo cho em, alo cho em đặt trước đi. Rồi xong qua đợt giãn cách này thì trực tiếp lên vườn em lấy, hoặc là em sẽ số lượng nhiều thì em sẽ vận chuyển với bà con mình luôn ha bà con. Thì bên em là cây măng tây xanh chuẩn F1 của Mỹ luôn ha. Bà con mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em là qua số điện thoại là 035 888 1513 hoặc là 0355 171987 ha bà con. Cái cây này đem về là trồng thôi ha. Do đợt cho ổng gà dịch bệnh này kia quá thì em chưa có lên cái đợt mới cho bà con mình được nữa, chưa có dọn dẹp này kia được nữa. Giống má này kia cũng khó lấy đó. Rồi ví dụ như gọi bà con, một số bà con mình gọi điện để mà giao hàng số ấy này kia thì tụi em không có đi được. Tại bây giờ toàn máy đi khó khăn lắm ha, bà con cũng thông cảm nha. Đây, cây giống bên em ha, cây giống bên em khoảng 1.000 cây có liền. Còn ví dụ như bà con nào đặt hàng bên em số lượng nhiều này kia thì sau 2 tháng rưỡi đến 3 tháng này sẽ có hàng cho mình ha bà con. Ứng trước, chịu khó ứng trước cho em khoảng 30%. Giống bên em là giống măng tây xanh chuẩn F1 của Mỹ luôn. Rồi cái video này em chỉ quay sơ để mà em giới thiệu cái còn khoảng chừng 1.000 cây á. 1.000 cây là có liền cho bà con nào mua số lượng nhỏ lẻ thường thường hỏi ha. Thì cứ đặt cho em đi ha. Đặt em rồi sau 12 ngày nữa hết cái đợt giãn cách này thì bà con tới trực tiếp bên vườn em lấy, hoặc là alo số lượng nhiều thì em sẽ vận chuyển với bà con mình luôn ha. Cái vườn em là hiện giờ ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Còn cái vườn thứ hai của em thì ở Hậu Giang, thổi mấy ngày dịch bệnh quá thì em không có thể nào em về dưới được, cho nên là chưa có lên được luôn ha. Khi nào đợi hết cái đợt dịch này đi thì em sẽ lên, thì em sẽ quay cho bà con mình xem. Nó bà con dưới miền Tây mình xem luôn, rồi đặt hàng luôn ha. Tại bà con nào có nhu cầu thì cứ đặt trước đi, thì em sẽ chuẩn bị này kia ok hết thì qua cái đợt này thì em sẽ lên cho bà con mình luôn nha bà con. Đây em mới quay ấy lại cho bà con mình xem ha. Đây cây giống bên em nha, một bầu bên em như đây. Ví dụ như em cũng nói cái giá của mình luôn ha. Ví dụ như bà con mình mua số lẻ dưới 500 bầu trở xuống ha, từ 500 bầu trở xuống là giá 15.000 một bầu nha bà con. Đó, còn từ 1.000 bầu đến 500 bầu là giá 13.000, còn số lượng nhiều là trên 1.000 bầu là giá 11.000 nha bà con, cộng với phí vận chuyển ha. Đó, măng tây chuẩn 2 tháng rưỡi, từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng chuẩn F1 măng tây xanh của Mỹ luôn nha bà con. Bà con nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đấy, bây giờ là số lượng nhỏ lẻ từ dưới 1.000 cây trở xuống là có liền tại vườn luôn ha bà con. Đây, bà con nào có nhu cầu thì cứ alo ha. Đó, bên em là chuyên cung cấp măng tây nha. Đó, chuyên cung cấp măng tây số lượng lớn ha, măng tây chuẩn luôn. Đây, cây nào cây nấy đây, em dở lên cho bà con mình xem luôn nha. Đây, cái cây măng tây của mình đây. Đây, một rễ này ha. Đó, giờ chỉ có việc mà về là xé bầu này ra là bỏ ra là trồng thôi. Cây rất là đẹp luôn nha. Một bầu bên em là từ 2 đến 3 cây ha. Từ 2 đến 3 cây một bầu như thế này nha. Em bán này, em bán một bầu như thế này nha. Số lượng nhiều là trên 1.000 cây trở lên, 1.000 cây trở lên là giá 11.000, còn dưới 500 cây trở xuống là giá 15.000, giá tại vườn cộng với phí vận chuyển nha bà con. Bà con nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Số lượng nhiều thì sao đặt hàng từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nó sẽ có hàng cho mình, ứng trước cho em 30%, em sẽ lên hàng cho mình luôn ha. Còn ví dụ bà con nào ở xa này kia là không có vận chuyển này kia thì em sẽ hỗ trợ, là em sẽ kêu xe cho mình nha. Còn chứ ví dụ như chơi 10.000 cây trở lên thì em sẽ hỗ trợ 50 phí vận chuyển cho mình luôn. Còn dưới 10.000 cây thì bà con tự chịu phí vận chuyển giùm em nha. Đây ha, cái vườn của em này, cây này ha. Cái đợt này là chỉ còn khoảng chừng tầm 1.000 cây thôi nha bà con. Tại vì cái đợt
À, em đã sức hết trơn rồi, này chỉ lên bán số lượng nhỏ lẻ thôi. Bây giờ em cũng chưa có chuẩn bị làm cái ấy, nhưng mà do dịch bệnh này kia quá trời nè, cho nên là em chưa có lên được, chưa có lấy phân ấy này kia chưa lên được cho bà con mình. Đó, bà con nào có nhu cầu thì cứ đặt hàng cho em đi, em sẽ lên luôn ha. Đây, à, cây này đẹp chưa bà con? Đó, bên kia là em trồng rau ha. Đây là em cũng quay sơ cái vườn rau của em cho bà con xem luôn ha. Đây là rau chống dịch ha. À, bây giờ không đi chợ mua gì này kia được hết, cho nên là phải tự ở nhà mà trồng rau này kia ăn luôn. Đây, đây cái vườn rau cải, cải ngọt cải xanh của em nè. Đó, bà con thấy đẹp không? Đây, quay sơ luôn ha. Đó. Đây này, trồng rau tự tự trồng tự ăn luôn. Đó, đợt giãn cách này mười mấy ngày lận. Đó, mà bây giờ cũng có đi ra ngoài kia cũng khó khăn quá, thôi thấy gì mình trồng luôn. Đây. Đó, còn thấy đẹp không? À, này trồng, này trồng để ăn thôi bà con. À, trời, này em trồng ăn thôi. À, còn này chuối chín này mấy, đây gạo đây nữa này ha. Đó, em quay này chín em quay bằng tay nha. Mà còn em ăn ha. Đây măng này ha. Đó, số lượng nhỏ lẻ thì 15.000 một bầu, giá tại vườn nha bà con. Còn số lượng nhiều thì 11.000 một bầu. Đó. Một bầu như thế này. Đây. Bộ cây của em đây ha. Đó, bà con thấy chưa? Cây nào cái này đẹp chưa? Đó, rất là cao luôn ha. Rồi em tạm biệt bà con ha. Hẹn gặp bà con ở những cái video tiếp theo của em nha. Rồi, dạ, chào tạm biệt bà con.